Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình phỏng vấn hồi lượng của đài BYNTV 57.3. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị mời hai vị khách của chúng tôi trong một cái chủ đề mà chúng tôi nghĩ là rất nóng bỏng trong thời gian ngày nay, cuốn sách Death by China hay được dịch là Chết bởi Trung Quốc, bởi dịch giả là tiến sĩ Trần Diệu Chân đến từ California. Ban tổ chức ở tại thành phố Houston này có anh Trịnh Du, và chúng tôi mời quý anh chị gửi lời chào cùng quý vị khán giả. Dạ vâng, chúng tôi là Trần Diệu Chân, xin kính chào toàn thể quý khán thính giả, quý đồng hương của chúng ta, và xin chào anh Bình. Vâng, chào chị. Chào anh Trịnh Du. Dạ, kính chào và kính chào quý vị khán thính giả của đài BYNTV. Chào chị Trần Diệu Chân, tác giả của cuốn sách, và chào anh Quốc Bình. Yeah. Vâng, kính thưa quý vị, thì trong những ngày vừa qua thì quý vị cũng đã nghe ròng rã cái thông báo là cuốn sách này, nhưng mà chưa ai biết là cái nội dung này nó nói về cái gì, nhưng mà biết bởi cái tựa là Chết bởi Trung Quốc mà nhiều người bây giờ cũng rất ấm ức Trung Quốc lắm. Cũng đang chết ngửa chết nghiêng vì vấn đề biển đảo và biên giới. Thì trước hết thì mời có thể là chị Trần Diệu Chân có thể cho biết là cuốn sách này được biết là bởi hai người tác giả là người không phải Việt Nam, và chị là người dịch lại cuốn sách này. Thì chị cho biết sơ về cuốn sách này là cơ duyên như thế nào mà chị biết đến nó, và tại sao chị lại chọn nó để dịch? Dạ vâng, cảm ơn anh Bình rất nhiều. Khi mà chúng ta nói đến cơ duyên đó thì quả thật là như vậy. Diệu Chân được một người bạn tặng cho cái quyển sách này, và cũng bận quá đi, thành ra cũng chưa kịp đọc đến nó. Rồi để đó một cái dịp lại cơ duyên khác, cầm quyển sách lên đọc. Thì khi đọc quyển sách trang đầu thôi là phải đọc tiếp nữa, tại vì quyển sách viết rất hay. Và khi mà mình đọc mình thấy không thể ngờ được, từ trước đến giờ chúng ta nghe nói về Trung Quốc, hay nói đúng ra đó là cái thể chế Cộng sản Trung Hoa, thì rất là tàn bạo. Và họ đã trấn áp, đã có những cái vụ giết người hàng loạt như ở Thiên An Môn, và cái vấn đề bỏ thuốc độc như là melamine vào trong sữa của trẻ em, thì chúng ta thấy đây là một cái hiện tượng quá độc ác đi. Nhưng không ngờ là đọc cái quyển sách này chúng ta sẽ trông thấy những cái hiểm họa khác mà cái thể chế này gây ra cho toàn thế giới, không chỉ riêng một đất nước nào, một cá nhân nào, và đặc biệt nó ảnh hưởng như thế nào trên cái Biển Đông. Và chúng ta là hàng xóm của một cái tay gọi là Đại Hán mà có cái tư tưởng xâm lược như vậy, thì nó rất là nguy hiểm cho dân tộc mình. Vì vậy mà Diệu Chân đã bảo với mình là phải bỏ công sức ra dịch cái quyển này để loan tải đến đồng bào chúng ta khắp nơi trên thế giới, cũng như là tại Việt Nam. Và quả nhiên là cái việc làm đã được cái sự hỗ trợ nồng nhiệt của đồng bào chúng ta ở khắp nơi. Vâng, thì đây là cuốn sách mà chúng tôi đang có trên tay, cũng mới nóng hổi quý vị, từ Cali về đến đây đây. Và quý vị cũng thấy là đây là một cuốn sách bởi hai tác giả là Peter Navarro, và một người nữa chúng tôi được thấy là Ray Autry. Và người dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt đó là tiến sĩ Trần Diệu Chân. Và thấy là có vẻ như chị cũng có một mối khăng khít với lại tác giả nữa. Quý vị thấy ở đằng sau là có cái tấm hình chụp giữa chị Trần Diệu Chân và tác giả. Mà hình này thì chắc là cũng từ những năm xa xôi lắm không thưa chị, hay là mới đây? Thật ra đó là lại nói đến cơ duyên. Khi mà Diệu Chân có cái cơ hội để làm quen với hai tác giả, là mình gọi điện thoại đến cho tác giả và xin phép để được dịch cái quyển sách này sang tiếng Việt, và chia sẻ cái tâm tình với hai ông về cái vị trí rất là đặc biệt của dân tộc mình và những cái hành vi ứng xử của chế độ Trung Cộng hiện nay ở trên Biển Đông như thế nào. Thì hai ông rất vui để mình có cái quyền dịch cái quyển sách này sang. Và sau đó thì hai ông lại có một cái cuốn phim có tên là Death by China, cũng chết bởi Trung Quốc. Và hai ông có nhờ Diệu Chân subtitle, tức là dịch những cái phần nói chuyện ở trong cái cuốn phim đó, để cho đồng bào của chúng ta được hiểu rõ về những nhân chứng ở trong chính quyền Hoa Kỳ cũng như là khắp nơi trên thế giới. Và trong cái quyển sách đó thì anh Bình thấy những người mà đứng chung với Diệu Chân là các nhà hoạt động cho dân chủ, nhân quyền của Trung Hoa, của Tây Tạng và những quốc gia khác ở trên thế giới mà ông mời đến để nói chuyện trong những cái buổi chiếu phim của ông. Vâng, thì cũng rất là đặc biệt. Chúng tôi trước khi đi vào nội dung đó thì cũng phải có một vài hình ảnh chúng tôi cũng rất thấy đặc biệt, bởi vì là có tiến sĩ Trần Diệu Chân mặc áo đỏ ở đây, có ông
Navarro là đứng bên tay tay phải, và cái người đứng kế ngay đằng sau chị dựa chân đó là ông Greg Autry. Đó thì đó là cũng một cái câu chuyện, nhưng mà hai người này là người Mỹ hay người châu Âu hay là người tác giả ở đâu chị? Dạ vâng, tiến sĩ Navarro là ông là tiến sĩ kinh tế tốt nghiệp tại Harvard và hiện nay đang dạy tại trường đại học Irvine, và giáo sư Greg Autry hiện nay cũng đang trình bày cái luận án tiến sĩ của ông, nhưng mà ông học về chiến lược, ông dạy giảng dạy về vấn đề chiến lược và kinh tế. Thì hai nhà trí thức này đối với Dự Chân sau khi được tìm hiểu, họ không phải chỉ là hai nhà đại trí thức mà cái tấm lòng của họ đối với nhân loại trước cái hiểm họa của Trung Cộng, và họ lại là những người có lòng nhân và có đảm lược khi nhìn thấy cái sự thống trị của cái chế độ cộng sản nó quá tàn nhẫn đi đối với người dân Trung Hoa, thì hai ông đã cảm thấy là phải lên tiếng để chấm dứt cái vấn nạn mà hai ông gọi là con rồng đỏ tim đen. Rất là độc ác ngay với người dân Trung Hoa, cho nên cái quyển sách này nhiều người ngộ nhận đây là một cái quyển sách để bài hoa hay không, có tính chất kỳ thị người dân Trung Hoa hay không. Thật ra chúng ta nhìn thấy cái thông điệp, đây là một cái thông điệp nhân bản, vị nhân bản, và chúng ta cùng nhau hành động để chấm dứt một cái thể chế độc ác mà ngày xưa đó, thí dụ như anh Bình cũng biết, chúng ta nghe nói đến những cái hệ thống chính trị độc tài, độc ác như là Nazi, tức là Đức Quốc xã, rồi Cộng sản thì chúng ta biết rồi, dân tộc chúng ta thì hiểu rất rõ, thực dân, dân tộc chúng ta cũng hiểu rất rõ. Rồi những cái thành phần mà chỉ coi đồng tiền cao hơn hết, tức là lái buôn, một cái thể thức lái buôn. Thì đây là một cái tổng hợp của tất cả những cái thể chế tệ hại ở trên thế giới. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Trần Diệu Chân. Và cuốn sách này nghe giới thiệu sơ qua thì chắc là nhiều quý vị cũng đang tò mò lắm đây. Nhưng mà một người trong ban tổ chức mà trong buổi ra mắt sách mà chúng tôi cũng đã đăng thông báo và quảng cáo nhiều, đó là vào chiều 1 giờ ngày thứ Bảy 15 tây tháng 12 này, anh Trịnh Du, một những người cũng sinh hoạt nhiều trong lĩnh vực cộng đồng và biểu tình cũng nhiều lắm, thì trước hết thì anh, khi mà anh nhận được cuốn sách này trong tay đó, là tại sao anh quyết định là anh nhận lời làm ban tổ chức? Dạ, sự thật ra cảm ơn Quốc Bình, cảm ơn quý vị. Sự thật ra Trịnh Du không biết ai là tác giả của sách này, nhưng mà cách đây khoảng gần một năm thì mình cứ thường mình lục ở trong mạng, trên internet á, thì người ta nói là có một cuốn sách Dead by China mà mình mong muốn một ngày ở đó có ai dịch tiếng Việt để mình quảng bá cho đồng hương của chúng ta. Thì tình cờ cách đây khoảng chừng một tháng thì nghe thấy là có một cuộc tổ chức ra mắt sách ở bên Sacramento, thì một trong những người có thể là người trưởng ban bên đó đó là cô Thu Trang Grace Bùi đó, thì là cũng bạn bè trong cái Facebook, thì Trần Dũng mới liên lạc với cô Bùi là làm sao về Hilton ngày nào cũng được, cho biết trước nhà ba tuần lễ để cho Trịnh Du và các anh em ở Hilton có thể là quảng bá cuốn sách đó cho dân Hilton, đồng bào Việt Nam mình. Thì tình cờ mới biết, mới nói chuyện được với là chị Trần Diệu Trang, thì mới biết Trần Diệu Trang là ai, chứ trước nhà không biết vậy. Mình chỉ cần biết là cuốn sách đó để tiếng Việt thôi, nhưng mà khi đó là đọc được một số bài người ta đã bỏ trên net rồi, rất là có ý nghĩa. Là kính thưa quý vị có thể cầm cuốn sách, quý vị mở ra bất cứ một trang nào thôi thì quý vị sẽ thấy là có những cái tựa đề rất là hay, hoặc là phần cuối cùng là cái tiểu luận của chị, của tiến sĩ Trần Diệu Trăng nói về cái mà gọi là cái vấn đề Trung Quốc của dân tộc Việt Nam của chúng ta đó, rất là hay đó. Cho nên tại sao chúng tôi rất là quý cuốn sách này và chúng tôi sẵn sàng đứng ra gọi là trưởng ban tổ chức. Mà khi mà Trịnh Du nhận lời trưởng ban tổ chức á, Trịnh Du chưa biết ai là người cùng với Trịnh Du để mời gọi bà con đến, và cũng chưa biết địa điểm nữa, là mình hy vọng rằng là sẽ làm được. Nhưng mà vừa nhận lời xong một ngày hôm sau là có một số anh em trong cộng đồng, trong sinh hoạt thường xuyên trong cộng đồng của chúng ta đứng ra cùng làm chung với Trịnh Du. Trên Trịnh Du chỉ có tiếng nói thôi, tất cả mọi chuyện là các anh em làm hết. Và bên sau đó thì cũng trả lời cho chị Trần Diệu Trăng là đúng được cái ngày đó, tháng đó. Và đúng một cái thì chị Trần Diệu Trăng nói là có tiến sĩ Mai Thanh Truyết cũng tới cùng với chị để giảng thuyết trong bữa đó nữa. Thì quý vị biết tiến sĩ Mai Thanh Truyết đã về Hilton này mấy lần rồi, Trịnh Du cũng đã một lần nghe tiến sĩ nói chuyện rồi, Trịnh Du mừng lắm. Rồi có tiến sĩ Trần Diệu Trăng, rồi có cả tiến sĩ Mai Thanh Truyết nữa. Thì phải nói là cái buổi này rất là nặng ký, nhưng mà Trịnh Du không có sợ. Thì mình đã từng chống cộng, mình đã từng biểu tình chống Trung Quốc, tại sao mình không dám đứng ra để mình tổ chức, mình ra mắt sách này để cho bà con mình biết. Mà hôm nay Quốc Bình biết không, nhờ thông báo trên đài đó
mà những người đồng hương mình nó liên lạc gọi nhiều lắm, rất nhiều người mà dù chưa gửi sách được thì chờ qua cái buổi tổ chức xong mình gửi sách, có một cái bà cụ 75 tuổi tới tại chỗ Trình Vô mua 10 cuốn sách. Cụ nói rằng là tôi ép con cái tôi phải đọc cho xong thì tôi nó mới hiểu được thế nào là Trung Quốc, thế nào là cái sự độc ác của chế độ Trung Quốc ở bên Trung Quốc, mua là 10 cuốn sách luôn. Mà, thì quả là một cái duyên đến mà nó cũng thuận trong cái từ tổ chức. Nhưng mà cái cuốn sách mà Chết bởi Trung Quốc hoặc là Death by China này, nếu mà quý vị mà lướt qua đó thì quý vị thấy cũng rất hấp dẫn. Thưa quý vị, chúng tôi chỉ gọi là đọc lướt qua một số cái tiểu gọi là tiểu đề thôi. Tại sao trong nhà nói những cái gì, có thể chết vì hàng tồi của Trung Quốc thấy cũng quen quen. Và bây giờ cái này là họ phân tích như thế nào để chúng ta nghe rất đã tai nữa. Và chết bởi khi mà hạ tầng sản xuất Hoa Kỳ phải chết, chết vì thao túng tiền tệ, chết vì công ty Hoa Kỳ phản bội. Và chúng ta cũng đang thấy là mình đang than thở về nhiều công ty bây giờ đi qua China lập xưởng để cho giảm bớt chi phí. Mình thấy coi như là vấn đề của chúng ta rồi chứ không phải là vấn đề của xa xôi. Thì đó là một trong vài những cái tiểu mục mà chúng tôi mới gọi là giới thiệu quý vị. Nhưng mà anh Trịnh Du đọc qua cuốn sách này thì anh thấy cái mục nào mà anh thấy tâm đắc nhất? Mục tâm đắc nhất là một cái cơ sở của hãng GE. Hãng GE là quý vị biết mà, về sản xuất máy móc này nọ. Cái hãng chỉ có một plant nhỏ thôi, một cái nhà máy nhỏ, có bóng đèn mà mình thường mua mà bỏ bàn thờ 50 cent một cái đó. Người ta đóng năm nay, người ta giờ của Trung Quốc mất 10.000 việc làm ở trên Virginia. Nguyên là cũng như là người Mỹ mất cái 10.000 việc làm. Rồi tương lai nhiều cơ sở của Hoa Kỳ mà sẽ đóng ở đây để giờ qua cho bên Trung Quốc làm. Thì quý vị thấy đó. Hoặc là thí dụ như có một chuyện người ta thường kể, nếu mỗi ngày quý vị tiêu khoảng chừng 20 đồng mà quý vị xài đồ của Trung Quốc, quý vị chỉ cần tiêu thêm 1 đồng nữa thôi là trong vòng 10 năm sau nước Mỹ sẽ có trên 100.000 việc làm. Những cái vấn đề đó mình thích, mình ngạc nhiên, mình suy nghĩ đúng. Tại vì nếu mình có mua đồ của Hoa Kỳ thì người Hoa Kỳ mới có việc làm. Chứ còn mình cứ mua đồ của Trung Quốc hoài thì Trung Quốc có việc làm mà Hoa Kỳ mình có việc làm, rồi thất nghiệp vẫn dài dài. Cái vấn đề đó là rất là hay. Nhưng mà mình giải nghĩa không bằng cách là quý vị là mua. Chúng tôi có một số vị ân nhân đó, quý vị tới thì chúng tôi có được khoảng bây giờ trên 20 cuốn free cho quý vị. Nhưng với điều kiện là chúng tôi phải bốc thăm đó, là có như 20 cuốn này là bà con đồng hương bảo trợ. Thí dụ người ta đưa một cho 100 đồng, người ta lấy một cuốn thôi, người ta bỏ lại 4 cuốn rồi người ta nói là làm sao để trao cho đồng bào của chúng ta. Chắc lẽ bây giờ Trình Du đem ra ngoài chợ phát cho mỗi người. Thôi bây giờ ngày hôm đó ngày thứ bảy từ 1 giờ đến 4 giờ quý vị tới, quý vị có tiền thì quý vị yểm trợ cho chúng tôi, và cái tiền, tất cả những tiền đó đó bỏ vào quỹ để có như cái phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam. Còn tiến sĩ Trần Duy Trân á, chị bỏ công bỏ của tất cả mọi thứ, chị không lấy một đồng bạc nào trong sách hết. Qua bên đây chị phải tốn tiền máy bay, tiền hotel, tiền ăn, tiền uống, không lấy một đồng bạc nào trong quỹ này. Cho nên chúng tôi là cũng rất là yêu cầu quý vị, quý vị không có tiền, quý vị chúng tôi sẽ bốc thăm quý vị trúng khoảng chừng trên 20 cuốn. Và nếu quý vị có tiền, quý vị giêm trợ một cuốn 20 hay là nhiều hơn nữa thì quý vị cho nhiều hơn nữa, tất cả cái tiền đó bỏ vào cái quỹ để lo về đấu tranh dân chủ Việt Nam. Vâng, và trong thông báo thì cũng có nêu danh một số những quý vị bảo trợ. Dạ, đúng rồi nha. Và có lẽ là những quý vị này thấy cái ý nghĩa của cuốn sách này và muốn truyền tải cuốn sách này đến nhiều tay, nhiều người hơn nữa. Và nếu như quý vị nào mà muốn có cuốn sách này trong tay thì tại cái buổi ra mắt sách chiều trưa 1 giờ thứ bảy này đó, là có lẽ là tùy hỷ hay là 10 đồng, 20 đồng ạ? Thì cái căn bản đó quý vị là 20 đồng một cuốn. Trình Du hỏi rồi, ở Houston này đó là rất là nhiều tiệm nhà in, mà in một cuốn như này là tốn từ 10 đồng tới 15 đồng, từ việc giấy trắng mà bị cứng nữa, hình màu nữa đó. Cho nên tại sao Trình Du chưa dám ra mắt thơ lại vậy đó, không có tiền in nhà in tập thơ thì đó. Nhưng mà tiền chi phí đó và tiền chuyên chở nữa, và là cái công dịch nữa quý vị. Quý vị có thể viết một bài văn 100 trang nhưng mà quý vị dịch 100 trang nó tốn gấp 10 lần lận. Mà chúng tôi biết là công lao của tiến sĩ Trần Duy Trang rất nhiều, mà tiến sĩ Trần không cần một đồng bạc nào trong cuốn sách này. Tất cả mọi mà tiền mà thao vào, tài chánh thao vào từ cuốn sách này ra đều bỏ rào có quỹ để trong cái phong trào là cứu vấn đề là Việt Nam dân chủ cho Việt Nam. Mà Trịnh Du đã từng, hiện tại bây giờ cũng là một trong những người âm thầm cố gắng các nhà đấu tranh dân chủ Việt Nam mà chúng ta không dám nói nhiều. Thì vì chính vì đó, vì cuốn sách và vì cái giúp các nhà đấu tranh dân chủ Việt Nam bằng một cách nào đó, cho nên Trịnh Du đã chấp nhận và đã đồng ý để đứng ra quảng bá cuốn sách này cho đồng hương. Mà sau khi cái buổi mà mình ra mắt sách buổi thứ bảy này đó của mình, nếu bà con chúng ta không đi được
mà muốn có những cuốn sách này liên lạc chúng tôi, là chúng tôi sẽ có người có một chi nhánh nào đó không chị, để gửi đến cho quý vị. Canada cũng được, Việt Nam hiện tại bây giờ cũng đang có một phong trào đang in tại Việt Nam. Ở yêu tên này có một nhà bảo trợ gửi 500 đô la, ở Việt Nam thì in rẻ hơn đó. Vâng. Và đây là một cuốn sách mà đã từng được ra mắt, và nó độ loan tải cuốn sách này đến mức độ nào thưa chị? Dạ vâng, ngay bây giờ đó thì chúng ta có hai buổi ra mắt sách ở Houston. Diệu Trân có cái hân hạnh để gặp được đồng bào của chúng ta, và nhân tiện cũng xin cảm ơn anh Trịnh Du rất nhiều với những tấm lòng của bà con mình ở khắp nơi. Thì Diệu Trân hy vọng là có dịp để gặp đồng bào, gặp gỡ nhiều nơi trong lúc cái dịp mà chúng ta ra mắt sách. Nhưng mà phải nói là tất cả những cuộc ra mắt sách của chúng ta cho đến giờ này, Nam Bắc Cali đó, anh Du, và ở ngay cả Houston nữa, thì cái sự đáp ứng của đồng bào không thể tưởng tượng được. Là bởi vì Diệu Trân nghĩ tất cả đồng bào chúng ta đều quan tâm đến cái vấn đề Trung Cộng ngày hôm nay đang có những cái xâm lấn ở trên Biển Đông, những cái gây hấn, những cái sự phải nói là rất là hung hăng. Và bên cạnh đó chúng ta ai cũng hiểu cái vấn nạn về vấn đề sản phẩm tồi của Trung Cộng hết cả. Và qua cái quyển sách này của hai tác giả Navarro và Autry đó, thì hai ông đã gửi ra cho chúng ta không chỉ là một cái thông điệp về cái con rồng đỏ tim đen, mà Diệu Trân nghĩ chúng ta phải nói đây đó là một cái báo động đỏ đối với thế giới. Và qua cái báo động đỏ này không phải để chúng ta chỉ biết không thôi, mà chúng ta phải hành động. Và hai ông kêu gọi có những cái hành động toàn cầu. Và khởi thủy ra đầu tiên hết á, Diệu Trân xin có một cái đề nghị rất dễ, rất nhỏ, mà tất cả ai trong chúng ta cũng có thể làm được. Đó là không mua hàng của Trung Cộng. Và cái thói quen của chúng ta đó, ngay cả Diệu Trân phải thú thật, là ngày xưa đến giờ trước khi đọc cái quyển sách này vẫn ham mua hàng rẻ. Đúng không ạ? Cứ rẻ là Trung Quốc thôi. Cứ rẻ, rẻ đi vào tiệm là phải nhìn xem cái hàng giá bao nhiêu. Nhưng bây giờ không. Mình tập một cái thói quen, mình nhìn xem nó sản xuất ở đâu. Và dĩ nhiên là có rất nhiều thắc mắc của đồng bào về những cái vấn đề đó. Mà tiến sĩ Mai Thành Triết ngày thứ 7, Diệu Trân xin lỗi, thứ 7 cùng với Diệu Trân sẽ chia sẻ với đồng bào của chúng ta để làm sao chúng ta có những cái hành động cụ thể và ngăn chặn được cái hàng hóa Trung Cộng nó tràn lan ở khắp nơi, không những là ăn cắp hết cả những công ăn việc làm của mọi người trên thế giới, và đặc biệt là của đa số chúng ta ở Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ một cái con số như thế này, bên cạnh những cái điều mà anh Trịnh Du đã trình bày sơ sơ thôi đó, thì trong vòng khoảng hơn một thập niên, từ năm 2001 khi mà Hoa Kỳ chấp nhận để cho Trung Cộng đi vào trong WTO, tức là cái Tổ chức Thương mại Thế giới, thì chúng ta ngày hôm nay đó, với những cái ma giáo, những cái thủ đoạn, thí dụ như là dìm giá đồng nhân dân tệ, chúng ta biết là cái cân bằng mậu dịch đó, chúng ta không bao giờ cân bằng được hết, mà chúng ta thiệt hại. Và cái sự thâm thủng mậu dịch trong vòng hơn 10 năm qua, cái con số nó đã lên đến nhiều tỷ. Và trung bình ra các vị thức giả này cho chúng ta biết, một ngày mình có thể tưởng tượng trung bình chúng ta mất gần 1 tỷ đô la một ngày. Wow. Cái đó là cái thiệt hại thương mại. Và có lẽ là nhiều quý vị cũng cảm thấy là đây là một cái chủ đề mình nghe thì cũng thường, nhưng mà có lẽ là mình cũng, nếu mà không tìm tòi và tìm hiểu đó, mình cũng không trang bị cho mình một cái kiến thức cho nó vững vàng, và để cho mình khi mà mình gặp nhau, mình nói chuyện, hoặc là mình biện luận, hoặc là mình đi tranh luận ở đâu đó, mình có sẵn một số những cái rất là cụ thể và rất là rõ ràng. Thì cuốn sách này nó gần như là một cái phương tiện mà nó phân tích một cách rất là cụ thể. Ví dụ như nói về vấn đề Biển Đông bây giờ thì cũng có một cái chapter trong này nói về cái nguy hiểm của gọi là hàng không cũng như là Biển Đông, thì cũng nói là mặc dù là quân đội của Hoa Kỳ có thể mạnh hơn là Trung Quốc đến 6 lần, nhưng mà Trung Quốc có khả năng thắng. Thì có nghĩa là tại sao thì quý vị phải coi cuốn sách này đó, là họ phân tích như thế nào. Bởi vì cái sự mà lắc léo cũng như nhiều thủ đoạn của Trung Cộng đó, nó không lường và nó không đơn giản như là chúng ta nghĩ, là cái bài toán cứ là 10 đấu với 1 thì 10 sẽ thắng. Hoặc là một số những cái kiến thức rất là mình nghe hàng ngày, nhưng mà nó là những cái vấn đề rất thực tế trong cuộc sống của chúng ta. Trong một vài cái mà chúng tôi cũng cho thấy đó, trong một cái
chủ đề trong này nó cũng nói về cái chiến tranh gián điệp. Và trong một cái chủ chapter mà chúng tôi thấy trong này cũng có phân tích cũng khá là kỹ càng. Khi mà chúng tôi tạm lấy đây một cái lời trích của một người Trung Hoa, họ nói là gián điệp là một chiến tranh không dùng súng, mà đây là một cái cuộc chiến mà Trung Cộng họ bao trùm từ kinh tế đến chính trị đến gián điệp và đến gần như là đủ loại hình thức để mà thâm nhập, thì nó không còn là cái sự nguy hiểm cho Việt Nam mà nó là một cái mối nguy cho toàn cầu bây giờ. Và cái đó là cái rất là thích thú cho cuốn sách này để mà cùng quý vị có thể là phải gọi là ngâm nghi nó và nhâm nhi nó và nghi ngẫm nó. Thì trong cái buổi ngày ra mắt sách ngày thứ bảy này lúc mà buổi trưa, kính thưa quý vị, tại trụ sở cộng đồng ở trên đường Clarewood, từ 1 giờ đến 4 giờ, thì tại đây sẽ có hai diễn giả, đó là một là dịch giả, đó là tiến sĩ Trần Diệu Trân, và cũng như là tiến sĩ Mai Thanh Triết cũng sẽ trình bày thêm trong những cái phân tích thêm, phải không thưa chị? Dạ vâng. Tiến sĩ Mai Thanh Triết là tiến sĩ hóa học. Và trong cái buổi ra mắt sách ở Nam Cali đó, thì Diệu Trân phải nói là rất hân hạnh có sự tham dự của anh. Và anh cũng cảm nhận được đây là một cái thông điệp mà tất cả chúng ta cần phải truyền tải nó đi rộng rãi. Cũng như là anh Du, Trịnh Du khi mà đọc cái quyển sách này là ước mơ có người dịch ra cho mình. Và ngay bây giờ trong nước cũng vậy, đã có một cái đường dây để truyền tải cái thông điệp này đến với đồng bào của chúng ta, in cái quyển sách này ra. Và chúng ta hiểu đó, đồng bào của chúng ta đi biểu tình chống Trung Cộng ở trong nước mà bị bắt nghiêng ngửa rồi bị trù dập đủ thứ hết, thì quyển sách này chắc chắn là không có cái cơ hội để truyền tải một cách chính thức ở trong nước. Và vì đó chúng ta cần những người có tấm lòng. Và đồng bào của chúng ta ở hải ngoại cũng đã nhiều vị bảo tôi sẽ đem quyển sách này về cho người thân của tôi ở quê nhà, hoặc là gửi về cho quê nhà. Có lẽ là trong nước thì nhiều cuốn sách mà mình cũng được nghe thấy truyền tải rất là rộng, chẳng hạn như là hạ một chế độ độc tài, hoặc là một cuốn sách Dân chủ là gì. Thì hình như là ở trong nước đó thì có một cái hình như là có một cái thể loại gọi là electronic copy để cho quý vị truyền nhau đó, thì cái này nó có cái electronic copy cho người trong nước chưa, hay là vẫn là phải truyền bằng cuốn sách như thế này về? Chúng ta có cả hai phương thức. Vâng, và dành đặc biệt cho người trong nước. Còn ở hải ngoại, đây là một cái phương tiện như anh chị Du nói lúc nãy đó, là chúng ta giúp góp mỗi người một tấm lòng. Dĩ nhiên là cái giá biểu tượng trưng thì nói là 20, nhưng mà Diệu Trân đã nhận được rất nhiều những cái sự hỗ trợ nhiều hơn như vậy nhiều, hoặc là mua nhiều sách, hoặc là có vị nào không có tiền thì chúng ta cũng tặng. Nhưng mà cái tiền đó là để chúng ta giúp đỡ cho Quỹ Dân Chủ Quốc Nội. Vâng, thì một lần nữa thì là đại diện cho ban tổ chức của buổi ra mắt sách này, thì anh Trịnh Du có lời gì kêu gọi quý vị đến buổi thứ bảy này thưa anh? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì ngày hết tới đến thì ai cũng muốn có một món quà nào đó để tặng cho bà con hay là tặng cho bố mẹ. Thì Trịnh Du nghĩ rằng cuốn sách này cũng có thể là một món quà, cả $20 thôi. Quý vị có thể lấy về, quý vị bao lại và quý vị tặng quà trong ngày lễ Giáng sinh hay là năm mới, hoặc là tới ngày Tết của ta, của chúng ta. Thì khi mà cái người nhận món quà đó, Trịnh Du nghĩ rằng người ta rất là vui, và có thể là người ta sẽ cảm ơn quý vị, là tại vì có nhiều người chưa biết được cuốn sách này. Thí dụ như trước khi chúng tôi vô đài thì có một anh bạn chạy tới đài mua 3 cuốn sách để đem được qua liên quan Washington DC, mà hên là gặp tác giả ở đây, và chị tác giả cũng đã ký tên cho quý vị. Ngày thứ bảy này quý vị tới từ 1 giờ đến 2 giờ là tác giả sẽ ngồi và ký tên trong những cuốn sách cho quý vị. Sau đó là chương trình văn nghệ, rồi chương trình thuyết trình giữa hai diễn giả của Trần Triều Trăng với lại chú Mai Thanh Triết. Rồi cuối cùng là chúng ta cùng nhau hát bản Việt Nam, Việt Nam, và chúng ta về. Thì chương trình trong vòng có 3 tiếng đồng hồ, quý vị, chúng tôi rất ngắn gọn. Nhưng mà trong cái ngắn gọn đó đầy đủ chi tiết, quý vị muốn hỏi những câu hỏi gì thì chúng tôi biết rằng là hai diễn giả này sẽ trả lời cho quý vị những câu hỏi nào độc đáo nhất và khó nhất, thì đài BNTV sẽ thâu và phát lại cho quý vị xem. Và đặc biệt là đài BNTV sẽ thâu từ đầu đến cuối và phát lại cho quý vị. Đó quý vị, đó chúng tôi rất cảm ơn đài rất nhiều. Lệ phí đọc trên đài hôm nay quý vị tính ra bằng $1,000 mà cũng mình không lấy một đồng bạc nào hết. Đó, cho nên tại sao mà chúng tôi mỗi ngày đều cảm ơn là BNTV, tuy rằng Trịnh Du là làm cho BNTV đã 3 năm rồi, nhưng mà vẫn phải cảm ơn, là vì cảm ơn cái tiền đó đó, thay vì mình lấy, của mình không lấy, thì cái tiền đó chúng tôi sẽ bỏ vô cái quỹ cho quốc, cũng như là nhân quyền cho Human Rights cho quốc nội. Vâng, cảm ơn Trịnh Du. Và mời tiến sĩ Trần Diệu Trân, này được biết là cuốn sách này ngoài những cái phần mà phân tích những cái chủ đề về vấn đề hiểm họa Trung Quốc, và có một cái phần tiểu luận của chị, thì chị
đã muốn truyền tải điều gì đối với độc giả? Dạ vâng, thưa anh Bình cũng như là thưa quý thính giả, quý khán thính giả, Diệu Chân khi đọc cái quyển này đó đã nhận thức đây là một cái hiểm họa đối với thế giới, nhưng mà đặc biệt là đối với dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thì qua cái phần tiểu luận, Diệu Chân mong là gửi đến quý vị ba điểm, ba cái chủ điểm. Là thứ nhất là cái chế độ, tại sao cái chế độ Trung Cộng này họ lại hung hãn, ngông cuồng như vậy ở trên Biển Đông, bất chấp mọi cái sự phản đối mạnh mẽ của các quốc gia láng giềng. Và dĩ nhiên Việt Nam thì hơi yếu ớt, nhưng mà các quốc gia trong vùng và thế giới. Và cái điểm thứ nhì đó là Trung Cộng đã thao túng Cộng sản Việt Nam như thế nào. Và cái điểm thứ ba đó, Diệu Chân mạo muội đưa ra một vài cái đề nghị cho cái vấn đề giải quyết con rồng đỏ tim đen này trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Vâng, hình như là ba cái câu hỏi này của chị cũng đủ hấp dẫn đó quý vị đến để mà nghe thử coi là chúng ta sẽ gọi là giải quyết vấn đề này, ngoài cái vấn đề mà có lẽ là nhiều người cũng đang bắt đầu rồi, đó là vấn đề chúng ta phải cẩn thận với hàng Trung Quốc, hoặc là bắt đầu phải ủng hộ hàng Hoa Kỳ và đừng có ham rẻ. Không có phải là đây là một cái chủ trương gọi là bài hoa như là chị tiến sĩ Trần Diệu Chân vừa nói ban đầu, bởi vì vẫn có rất là nhiều người Việt gốc Hoa thưa chị, và đây không phải là mình chống lại con người Trung Quốc, mà nó là một cái mà người Việt chúng ta vẫn hay lặp đi lặp lại, đó là những cái hiểm họa đó, đó là hiểm họa của con người. Cho nên là cho dù trong sách này cũng có nói là người Trung Quốc cũng chết trên đất Trung Quốc. Đúng rồi. Cho nên đó là quý vị phải tìm cuốn sách này đọc, bởi vì nó rất là nhiều những cái sự phân tích rất lý thú. À, vâng. Cho chị Diệu Chân xin một chút xíu ở cái chỗ này. Dạ. Khi mà có cái dịp tâm tình với hai tác giả đó, thì Diệu Chân không ngờ là hai ông đã có dịp để đi qua bên Trung Quốc và mục kích những cái thảm cảnh ở trong các cái hãng xưởng mà họ đầy ải người nhân công như thế nào. Và chính ra đó, cái cuộn phim chẳng hạn, nếu mà lời được chút nào, hai ông tặng vào một cái quỹ để cứu cho những người bệnh nhân ở bên Trung Hoa mà họ không có tiền để đi chữa trị. Vâng, và một cái ý nghĩa rất là cao đẹp, cao thượng á. Và kính thưa quý vị, thì đây là một cuốn sách mà sẽ được ra mắt cùng quý vị tại Đồng Hương Houston của chúng ta trong ngày thứ bảy này, 1 giờ tại trụ sở cộng đồng trên đường Clarewood. Và quý vị nếu mà ủng hộ thì cuốn sách này chỉ có 20 Mỹ Kim. Nếu quý vị nào mà không có thoải mái trong vấn đề tài chính thì chúng tôi cũng được ban tổ chức cho biết là có hơn 20 cuốn sách đã được bảo trợ bởi một số quý vị mạnh thường quân, để mà muốn là gửi tặng đến những quý vị, để mà muốn tùy truyền tải những cái thông điệp trong cuốn sách này đến người Việt Nam ở khắp mọi nơi. Và có lẽ là sự trình bày cũng sẽ hấp dẫn của tiến sĩ Trần Diệu Chân và tiến sĩ Martin Tuyết đến từ California, cùng sẽ có một phần nữa là sẽ giải đáp những câu hỏi của quý vị sau phần trình bày. Và cũng như là quý vị nếu mà đọc xong cuốn sách này rồi đó và có thắc mắc hoặc là tranh luận gì nữa đó, cũng sẵn sàng đặt những câu hỏi khó cho những vị diễn giả này. Và đến đây thì chúng tôi đã hết giờ rồi, mời chính tiến sĩ Trần Diệu Chân có vài lời. Dạ vâng, trước hết là cảm ơn trưởng ban tổ chức, cảm ơn anh Quốc Bình và Diệu Chân, cảm ơn quý vị khán thính giả của BYN đã theo dõi. Nhưng mà Diệu Chân đoan chắc là sau cái chương trình nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì quý vị sẽ dành thu xếp thì giờ để đến cho Diệu Chân có cái dịp tay bắt mặt mừng và ký sách để tặng cho quý vị, và đồng thời chúng ta có cái cơ hội gặp gỡ nhau cùng chia sẻ một cái vấn nạn chung của cộng đồng thế giới, và qua đó chúng ta bảo vệ ngay chính cá nhân mình, cho gia đình mình và cho đất nước thân yêu của chúng ta, và có cái cơ hội để đóng góp vào Quỹ Dân Chủ Quốc hội. Cảm ơn chị, và mời anh Trịnh Du một chút về những cái địa điểm thời gian. Dạ, một lần nữa thì Trịnh Du xin thay mặt ban tổ chức kính mời quý bà con cô bác đồng hương của chúng ta vào trưa thứ bảy này, 1 giờ trưa, đến với chúng tôi ở tại trụ sở Ban Dân Cộng đồng 7100 đường Clarewood, để cùng nhau tâm sự và hiểu biết thêm về cái hiểm họa của Trung Quốc đang sẽ xảy ra trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói chung, về Việt Nam nói riêng. Mọi chi tiết nếu quý vị có thắc mắc gì gọi với Trịnh Du, số phone Trịnh Du vẫn là 713 253 2110.
Vâng, cảm ơn anh Trịnh Du và cảm ơn tiến sĩ Trần Diệu Trân đã đến trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và một lần nữa xin chia tay của quý vị tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình hội luận lần sau.